Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Mấy ngày hôm nay em cũng có bận việc gia đình nên là cũng lên ít lên clip. Thì hôm nay em Thắng sẽ lên lại giới thiệu cho anh em một số sản phẩm đồ nghề hàng Nhật Bản. Và tình trạng của mình thì nói chung là sử dụng còn ok ha. Rồi, đầu tiên trong clip này thì em giới thiệu cho mọi người một cái cây bấm bấm da bấm lỗ ha. Đó, cái này đơn giản như thế này thôi, đó một cái lỗ để bấm. Đó. Dụng cụ bấm lỗ da ha. À, cái này thì vỏ của mình là màu vàng, chiều dài của mình thì nó được là tầm khoảng một găng tay của em, và mã số cho cái dụng cụ này của mình là A500 ha, A500 cái dụng cụ bấm da bản Nhật này giá 20.000 ha, A500 con này giá 20 ha. Rồi theo 501 thì em có một cái dụng cụ ép này. À, đó. Đây, cái dụng cụ này thì nó để là thông số là như thế nào nha anh em. Đó. 16 ha, thông số là 16 của thương hiệu Tachi vậy nè, của Nhật nha. Đó, thì nó ép lần là 3 4 cái vậy nè. Đó, anh em mình xem phù hợp với cái nhu cầu của mình thì mình chốt. Đó. Đây. Logo một chữ rồi có đầy đủ. Đó. Và con này thì nó cũng dài nha, nó dài tầm khoảng là 38 40 cm, và mã số cho cái dụng cụ này của mình là A501 giúp em nha. Cái này em để giá là 80.000 ha, mã số là 501 giá 80 giúp em ha. Rồi. Mã số là A501 giá 80. Tiếp theo A502 thì đụng gì em giới thiệu cái đó thôi. Một cái kìm, một cái này nó hơi cứng nha. Này anh em thấy lưỡi đều còn đẹp nè. Đó, lưỡi còn đẹp ha, của thương hiệu Fujiya 60S ha. Đó. Nhưng mà cái này anh em mình thấy nên hơi cứng, em bóp không có vô nha. Đó. Thì cái cốt để lâu ngày anh em mình về mình vệ sinh giúp em, chứ còn lưỡi vỏ đồ còn đẹp đó. Thì cái này thì em băng, gọi là băng sát cho anh em mình về xử lý ha. Đó. Rồi con kìm này nó dài 16 cm, anh em mình vệ sinh được ra là nó còn rất là đẹp luôn, lưỡi nó còn ngon lành này. Rồi cái này em để giá cho một người là 30.000, mã số là A502 ha. Đây, A502 giá 30. Tiếp theo mã 503. 503 thì một cái kìm kìm bằng, cái này của thương hiệu Jetpack ha. Đó, mày kìm hơi xấu nhưng mà con này thì hoạt động trơn tru. Đó. Đây, để em lấy cái dây điện em cắt cho mọi người. Đây. Đó, cắt ngọt cho anh em ha. Đó, nghe cái tiếng kêu này. Tực 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 ha. Và con kìm này thì nó dài được là 16 cm. Mã số cho con kìm này của mình là A503 nha. A503 con kìm này còn xài rất là ngon nha anh em, giá 30.000 giúp em. Mã số là A503. Đây. A503 giá 30. Rồi. Tiếp theo 504 là một cái cây xà cài nhỏ mini xinh xinh ha, size 240. Đó, đây là một cái đầu để anh em mình nhổ, đây là đầu nhổ luôn ha, dài 24 cm. Như anh em hơn một găng tay một tí ha. Rồi anh em đã thích cái cây sà cài này, mọi người mình chốt giúp em A504 ha. A504 thì cái con sà cài này em để giá cho mọi người là 20, thì anh em mình sử dụng trong gia đình thôi ha, 20.000 A504 ha. Rồi A505 thì em có một cây cà lê đôi chuột của thằng Top này, cái này thì để em vệ sinh thêm chứ hiện tại đang còn cứng ha. Rồi tiếp theo là một cái dụng cụ bấm lỗ da, thì cái này là nó đa năng hơn, cái là nó có nhiều cái đầu lỗ bấm ha, lớn nhỏ rồi vừa những cái thông số size rồi nó có 3-4 size gì đó ha. Đó anh em thấy để nó tực tực là tới ngay chỗ đó là nó sẽ dừng cái đó, nó sẽ vô cái lỗ nó khớp này tực ha. Đó. Cái này thì hình thức là nó còn ngon ha, nó được bấm được nhiều lỗ, thì anh em mình thích cái dụng cụ bấm lỗ da mà nó nhiều lỗ này thì mọi người chứ em con này A505 nha. Cái dụng cụ bấm lỗ da này em để giá là 50.000. A505 giúp em. À. A505 50. Tiếp theo A506. 506 thì em có một cây đục nha anh em, một cây đục này anh em mình về mình trắng là mình đục, thì mình đục bằng thép của Nhật rất là ngon luôn. Thông số thì bản đục của mình á nó được là 2 phân ha, 2 cm. Và chiều dài của mình thì nó được là 18 cm ha. Rồi, cái đục này em để giá cho mọi người là A506, cái này em để giá là 30.000 nha. Đây.
A506 cây đục thép này giá 30 ha. A506. Tiếp theo A507. A507 thì em có một cây đục khác. Đó, một cây đục nhọn, thân của mình là cũng là thân thân như thế này ha. Và đầu đục của mình là đầu đục nhọn, chỗ này nó có bè ra một tí như thế này thì hình thức là sẽ như thế ha. Rồi cái này thì đường kính thân của mình nó tầm khoảng là 25 ly và chiều dài tổng thể của mình là được 25 cm ha. Rồi cái này nó bự nha, anh em mình thích cái dòng bự bự thì mình chốt con này, giá của mình là 40.000 giúp em. A507 ha. A507 giá 40.000. Rồi tiếp theo 508. 508 thì em có một cây đục đục nhọn nữa, dài nữa ha. Cái này thì nó dài tổng thể được là 29-30 cm nha. 29-30 cm. Và cái này thì đường kính thân đục của 30 cm này, đường kính thân đục của mình là 22 mm ha. 22 mm. A508 50 ha. A508 cho em ha, dài 30 cm là 50.000. A509 thì cũng là một cây đục nhọn đó nè anh em. Đó, những cái này là vì anh em mình đục phá trong gia đình rồi này, nó là nó khá là ngon ha. Rồi, chiều dài của con đục này thì nó dài được là 23.5. Dài được là 23.5 ha. Và thân đục của mình thì nó tầm khoảng là 20 nó có để thông số, thường thường những cái này có thông số mà khi em vệ sinh chưa có ra hết đó ha. Rồi cái này thì phân đục tầm khoảng là 20. Rồi em để giá là 40.000 luôn ha. Đục chắc lượt thép của mình rất là ngon. A509 40. Tiếp theo A510. Rồi A510 thì em có một cái cặp Tuvix ha, cặp Tuvix gỗ còn rất là ngon ha. Đó, hình thức hàng bãi thôi nhưng mà đầu đóng luôn ha. Rồi một cái là đầu trừ 8, một cái là đầu BH3, chung là đầu vít nó cũng bự nhưng mà anh em mình xài trong gia đình khá là ok. Rồi cặp này thì nó dài được tổng thể là 28 cm ha. Và anh em mà thích cây cặp Tuvix này thì mã số của mình là A510. Đó, cặp nha anh em, cặp là hai chiếc đó, giá 50.000. A510 giá 50. Tiếp theo 511. 511 thì cặp này cũng hai chiếc luôn, một cây của KTC, nó rất là dài nha. Cái này là một cây vít trừ của KTC này. Đó, đây đầu trừ nhỏ, đầu trừ này là chắc trừ 4 ly, nhưng mà cái chiều dài con này thì nó lên đến là tổng là 40 cm nha anh em, rất là dài. Và một cây vít dương BH3 cắn gỗ nữa. Đó, cũng dài được là 27 cm. Hai cây ha. Rồi hai cây này thì tương tự em cũng để giá cho mọi người là 50.000. Mã số là A511 ha. Đây. A511 giúp em. Và giá 50. Tiếp theo 512. 512 thì em tiếp tục sẽ giới thiệu cho mọi người một ít dụng cụ về phần dũa. Rồi đầu tiên thì em có một cái dũa của Nhật ha, thương hiệu là Tsubowaka. Đây là cái dấu rít tiêu chuẩn nội địa Nhật và cái này là cái bình đó. À, rồi cây dũa này thì nó dài tổng thể được là 25 cm. Dài tổng thể được 25 cm. Bản dũa này của mình là được 25 ly luôn và cái độ dài của mình là 5 ly. Đây dũa. Cây nói chung là phần dũa rất là ngon nha, còn cái cán thì nhiều khi là nó hơi cũ thì anh em mình cũng thông cảm, hàng bãi ha. Rồi cái dũa bản bự này em để giá là 50.000 nha, mã số là A512. Đó. 512 giúp em ha. 512 giá 50. Tiếp theo. Mã số 513. 513 thì cái dũa này là dũa hình bán nguyệt và nó không có cán. Đó. Đây cũng của Nhật luôn nha anh em, đó logo một chữ rồi đầy đủ. Đó. Đây con này thì nó hơi cũ hơn tí và chiều dài của cái con dũa này thì nó dài được là 20 cm. Rồi con dũa này thì em để giá cho một người là 20.000. A513 nha. A513 giá 20. Rồi tiếp theo 514. 514 thì qua còn dũa không? Hết dũa rồi, em sẽ qua cho mọi người những cây kéo các tôn này. Đầu tiên của mình là một cái kéo các tôn là bự, chỗ này nó có sẻ một cái rãnh chữ V. Đây,
Đó. Đây là cái thiết kế của nó nha, mũi thẳng ha. Đó, mũi thẳng. Thì cái cây kéo này nó dài được tổng thể được là tới 31 cm ha. Dài 31 cm. Rồi nó rất là bự, rất là dài ha. Mã số cho cây kéo này của mình là A514. Cây này em để giá cho mọi người là 40.000 ha, 40.000 thôi. A514 ha. A514 giá 40. Rồi tiếp theo 515. 515 thì em có một cây cây khóa mở ốc ha. À, cây này nó đến từ thương hiệu Sun Black ra sao á. Đây. Cán đồ này nọ là còn khá là đẹp nha mọi người. Đó anh em thấy không? Đây nó có chữ này. Đó. Còn khá là đẹp nha mọi người. Rồi cái này thì trên này thì nó có để thông số không ta? Đây nó có để thông số nè anh em. 10 mm ha. Đây. 10 mm nha anh em. Đó, nó mở ốc 10 ly ha. Và chiều dài của cây vít mở ốc 10 ly này thì nó dài được là 26 cm ha. Rồi anh em này thích cây vít này mọi người mình chốt giúp em mã số là A515. Cây này em để giá cho mọi người là 40.000. 515 ha, 40. A515 40.000. Rồi. Tiếp theo 516, một cái dụng cụ búa đồng nữa nè. À cái này cũng giống như cây hôm trước nha anh em, cây này cũng giống như cây hôm trước luôn. Hôm trước cũng có một cây đã bán rồi, hôm nay về thêm được một cây nữa nè. Đó, thì cái này bằng đồng ha, đầu đồng và một cái thân của mình bằng thép nặng được 2 lạng. Con này em để giá là 40.000. À cái đầu này bằng đồng ha. Đó. Là bằng đồng. Rồi A516 giúp em nha, giá 40. Theo 517. 517 thì em có một cây kìm. Cái kìm này dạng là cái kìm pro để mà anh em mình mở ốc, kẹp ốc luôn này nọ này, có rang cỏ luôn cho mọi người ta có xài rồi. Đó, anh em mình về mình kẹp mở ốc hay là mình mở ống cho nó mình. Đó, chỗ này nó có một cây vít như cái vít vậy đó. Rồi chiều dài của mình là được 21 cm ha. Con này mã số của mình là A517. Cây kìm này em để giá cho mọi người là 30.000. Cá là hai ha. Cũ nhưng mà nhiều khi anh em mình mở đồ cũng rất là ok. 517 giá 30. Rồi. 518. 518 cây xà cài nữa nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh nên em mình bẫy mình nhổ đinh đồ ha. Đó, rất là ngon. Chiều dài của mình là được là 20 cm. Nhỏ xinh xinh, cái này em để giá là 20.000. À, mã số là 518 giúp em ha. 518 20. Theo 519 thì cái này nó bự hơn. Cái này size của mình là 330 nha anh em, nó dài là tới 33 cm là đó. Đây, đầu đồ còn rất là đẹp. Đó. Đầu đóng đầu nhổ đồ rất là ngon, dài 33 cm của Yamaguchi còn khá là nặng ha. Đó. Nè nên mình mua về mình xài trong gia đình. Rồi con này em để giá cho mọi người là 50.000 ha. A519 50. Rồi tiếp theo. A560. Một cái búa người ta thiết kế mài hàng như là rất là ngon ha, để anh em mình gỗ sỉ hay là mình làm đồ cũng được đó. Cái này chắc người ta hàng thì gỗ sỉ đó ha, một cái thân xét bự. Và cái này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 33 cm nha mọi người, 33 cm. Đầu dài gỗ sỉ này là tầm khoảng là 17. Và cái này em để giá cho mọi người là 40.000 ha. 520. A520 giá 40. Đó. Tiếp theo 521 thì em có một cây cần tự động nha mọi người. Đó, đây 3/8 đánh cắp đồ kêu hoạt động ngon lành ha. Đó, anh em về mình sử dụng trong gia đình. 3/8 thì đường kính của mình là 9.5. Thí dụ anh em mình có cần khẩu 3/8 thôi thì mình chốt về mình dùng. Rồi cái cần tự động 3/8 này thì em để giá cho mọi người là 40.000 ha. 521. Đây, 521 giá 40. Rồi tiếp theo 522. 522 thì tiếp tục một cây kéo cái côn bự. Cái dạng này thì nó mũi xéo ha. Đây cái mũi của mình là nó mũi cong như thế này. Đó. Dạng cái côn mũi cong và bên này thì nó có logo một chữ đồ, nói chung là rõ ràng này. À, anh em mình thấy còn khá là đẹp, khá là ngon.
Cái này thì nó nặng như này, nặng tới 6 7 lạng. Chiều dài của mình thì nó dài được là tới 32 cm này. Rồi cái này em để giá là 40.000 nha. Bự. Nếu mình thích dòng cáo tôn bự thì mình chốt con này. À, đây. À 522 ha, 40. Tiếp theo. 523. 523 thì dòng này thì nó nhỏ hơn một tí. À, cũng dòng mũi xéo ha. Cũng dòng mũi xéo mà nó nhỏ hơn một tí. Cái này thì chiều dài của mình nó dài được tổng thể là 20 25 cm, thì cái này em để giá là 30.000, tùy vào anh nhu cầu anh em mình sử dụng ha, mình chốt. À, A523 ha, giá 30. Tiếp theo. A524 thì em có một cây khóa chữ T nha. Cái khóa chữ T này nó mở ốc được BTC của Ken như này. Để qua cái số mở ốc. Qua cái số mở ốc của nó mở không thấy ta. À con này nó mở ốc 17 ly nha anh em. Đây này cái số của mình này đó, nó mở ốc 17 ly nha của cô Ken. Đó, hàng của Ken thì rất là ngon rồi. Cái này thì cái thanh tay đòn của mình cũng khá là dài nha, tại vì ốc 17 thì nó cũng bự nên là nó dài tới là 36 nè. Cánh tay đòn ngang này là được là 30 nè. Rồi cái này em để giá là 60.000 ha. 60.000, mã số là 524 ha. Đây. Mã số là A524, con này giá 60. Tiếp theo. Tiếp theo năm 24 được tới 525. 525 thì cái T khác, cái T này nó mở ốc nhỏ hơn nè, đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh, cái này thì nó mở ốc 10 ly nha. Đó anh em mình cần mở ốc 10 ly thì mình chốt con này. Dẫn có chữ T là mình vặn cũng khá là có lực nha mọi người. Cái này thì nó dài được là 15 cm, cánh tay đòn của mình là được 14. Thì anh em thích cái con này thì mọi người mình chốt giúp em A525 ha. Con này em để giá là 30.000. 30.000 thôi. Để mình xài gia đình ha. 525 30. 526, cái T này bự nè, nhưng mà nó cũng dán ngắn. Này chắc T này nó mở ốc 17 luôn nè anh em. Mở ốc 17 của thương hiệu Asahi. Con T này thì nó dài được tổng thể là 18.5. Cánh tay đòn của mình thì nó được là 17.5. Rồi con này 526 40 ha. 526 con này 40.000. Theo năm hai bảy thì con này là 13 ly nè của Asahi ha, anh em mình chốt cặp thì mình xài rất là ngon. Cái đầu 13 này thì cũng hay dùng này đó. Rồi con này em cũng để giá là 40.000 ha, mở ốc 13 ly của Asahi nha anh em, của Nhật nha. 527 40. Rồi tiếp theo. Năm 28 thì em có một cây khóa 17 ly này. Một cây khóa 17 ly ha. Đó, rồi anh em thích cây khóa 17 ly này giá 20.000. Đó, những cây khóa của Nhật nên là anh em mình an tâm mình mua về mình xài nha. 528 20. 528 20.000. Theo 529. Đây. Em có một cây vít trừ. Đó. Đây đầu vít trừ 6 nó có không được đẹp nhưng mà anh em mình dùng ngon, 2 dài 25 cm này. Cái này em để giá là 30.000. Vì anh em mình dùng trong gia đình ha, loại hồ lô của Vercel. 529 30. Rồi 530 là một cây mở ốc ha. Cây mở ốc này là mở ốc 8 ly nè. Đầu mở ốc 8 ly. Chiều dài của mình là được 25 cm nha. 25 cm. A3 530 ha. 30. Mở ốc 8 ly. Đây, mã số là 530. Tiếp theo. 531 là một cây khóa chữ 3 nha.
trang 3 nha anh em, của thương hiệu IS Tool này. Rồi thông số con này là nó gồm có là 10 ly này, 12 này, 14 nha anh em, 10, 12, 14, 3 số chẵn ha. Rồi cái khóa trang 3 này em để giá là 30.000, 531 ha. Đó, 531, 30. 532, 532 là một cái kìm cộng lực nha, cái này nó còn rất là ngon đẹp đó. Cái này thì anh em mình thích thằng đẹp và ngon mà chốt con này nha, lưỡi còn nguyên zin luôn đó, không mẻ không râm, thương hiệu Kinh TTC đó, ha. Nè, đó, kìm cộng lực đó anh em ha, ha. Ha, từ nhã ha, lưỡi cắt rất là bán nha anh em, nói chung là nó còn nguyên zin đẹp nên là con này giá nó cao, nó cao là so với hàng bãi thôi chứ còn hàng thiệt thì nó, hàng mới thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Giá 22 sang cái này để giá 80.000. 532 ha. Và Zola A 532 giá 80. Tiếp theo 533. 533 có một cái kìm cọc đinh, cái này nó còn rất là đẹp này. Đó, lưỡi của mình là lưỡi zin ha. Nè. Phần da dẻ rồi, nói chung là còn đẹp hết nha mọi người. Cây kìm này thì nó dài tổng thể được 22 sen nha, 22 sen, cặp đinh cặp đồ rất là ngon. A533 giúp em đó. Cái này em để còn còn ngon đẹp ha, giá 60.000 ha. 533 giá 60, bự dài nữa ha. 533 60.000. Rồi tiếp theo 534, qua lại cái kìm cặp nữa nè, cặp bổ rồi ha. Đó, này nó ngắn hơn, chỗ này nó có sợi cài vô đinh nữa nè, chỗ này chích dẹp nữa, cái này nó cũng hay ha, nó nhỏ mà xinh xinh đó, giống như anh em mình về mình làm cái cặp tròn cũng được, mài ra dài được 15 sen, dài được 15 cm, lưỡi cũng đẹp nè, nè lưỡi cũng đẹp cũng ngon. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 40.000 luôn. 534 ha. 534 40. Theo 535. Đây, cây cặp bổ nữa nè. Ha. Lưỡi dài, hàng như thế này này, nên về mình chế đồ thì mình làm ha, kẹp kẹp. Ha. Cái này thì nó dài được tới 25 sen nha anh em, dài được tới 25 sen. Rồi con này 535 20. Mã số là A535 ha, 20.000. Theo A536. 536 thì em có một cây cái tỉa nha anh em, tỉa ARS hay gì nè, nói chung là nó còn ngon ha. Đó, lưỡi còn ngon nhưng mà thiếu lò xo, thiếu đồ ha. Dịp dịp nó bỏ đồ đi mà. Cái này thì lưỡi còn đẹp, chiều dài của mình này nó dài được là 18 sen ha. Chiều dài được 18 sen. Rồi cái kéo này đẹp này, về anh em mình tỉa nham để được cũng được. Đó, những cái kéo Nhật này là dùng rất là bán nha. Rồi cái này em để giá là 50 ha. 536. 536 50.000. Tiếp theo 537. 7 là cái kéo cái nhỏ nhỏ xinh xinh nè, là không biết là để đắp thời gian nữa nè. Nhỏ nhưng mà thép đồ là bán lắm. Các bác các bán ha. Rồi cái này nó dài được tổng thể là 20, tổng thể là 15 sen nha. Rồi cái kéo này em để giá 20.000. 537 ha. Đây, 537 giá 20. Tiếp theo 538 là một cái con dao rất là ngon này. Này là cái dao của thương hiệu Okatsune ha. Okatsune này. Đó. Rồi. Lưỡi của mình nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà còn đẹp ha. Bên này thì nó là mảnh nhựa. Đó có hai ha, đây. Mọc chữ nè. Đó, khâu bằng đồng. Nhỏ nhỏ mà xinh xinh ha. Đó. Này anh em về mình có thể vệ sinh thêm con dao ha. Đó, đẹp. Rồi cái bản lưỡi sử dụng của mình nó rất là nhỏ nha, nó tầm khoảng là 45 ly thôi. Phần nhô cao này nó được làm 17 ly. Tính luôn chiều dài tổng thể của mình khui ra hết là nó tầm 16 sen thôi nha anh em. Rồi con dao này nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đẹp ha, 50.000 giúp em. Mã số 538 ha. 538 50. Tiếp theo 539 là một cái lưỡi bào. Đây, lưỡi bào ha. 7 7 mm ha. 7 mm. Đó, cái bên này này.
Ừ, lưới bao này giá 20.000. Mã số là 5 5 539. 29 thôi 10.000 thôi anh em. Đó, con nào có giảm 10.000 cho anh em kiểm tra ha, 539 10.000. Rồi tiếp theo, à, 540 em có một cái mũi dò ha. Dò côn này côn 1. Đó. Thì thông số cái mũi dò này thì nó làm thép SKH9 nha. Đó, và đường kính của mình là 13 mm. Rồi chiều dài của cây mũi dò này nó dài được là 18 cm anh em, dài được 18 cm. Rồi cây này em để giá cho mình là 20.000, 540 ha. Mũi dò này giá 20 ha. 540 20. Rồi 541 là một cái kéo vải anh em. Cây này thì nó cũng ngon này nhưng mà nó bị hơi xác tí, vậy anh em mình vệ sinh thêm nha. Đó, một chữ rồi bên đây này nè anh em. Được không? Nó khá là ngon nha. Chữ nó hơi mờ tí nè. Nhưng cái dòng này hôm trước em nhớ bán cái này, cái đầu mũi loại mũi này nó cắt rất là bán. Đó. Này là nó xi giống như inox nhưng mà nó bị tróc xi hết rồi. Rồi nó dài được là 24 cm nha. Vì anh em mình có thể mình cho đợi mình mài lại. Cái này em để giá là 30.000. A541 ha. A541 30. Rồi 542. 542 thì cái khóa này ngon này, cái khóa này là số 17 19 nè anh em. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu Hưng Hinh ha. Đó, N330 1050 này. 17 19 nha anh em. Chất liệu thép của mình anh em mình thấy nó khá là ngon ha. Cái này nó dài được là 28 cm này. Cái này em để giá là 30.000 nha. 17 19 rất là dễ dùng ha. A542 giúp em. A542 giá 30. 543. Cây của KTC này, 22 24 này anh em còn ngon này. Đó, 22 24. Của KTC đen đen không quan trọng, quan trọng là đầu ngàm được còn ngon đẹp. 22 24 KTC cái này giá 50 ha. A543 giá 50.000. Hàng của KTC thì nói chung là nó rất là chất lượng rồi. 543 50. Rồi 544. 544 thì cái này cũng vậy nha. Cái này 22 24 luôn. Đó, có chữ Japan đàng hoàng anh em, nó của Nhật ha. Đó, Japan của Nhật. Giao xít nội địa Nhật này thương hiệu IS. Rồi K17 cái 22 24 này em để giá là 40. Những cây khóa bự bự này thì nó khá là nặng ha. 544 giá 40 giúp em. 544 giá 40. Rồi 545. 545 thì con này là số 17. Sorry mọi người, con này là số 22 24 luôn nha. Đó, 22 24 luôn này. Cùng một thông số hết. Đó, những cây khóa của Nhật. Rồi cây 22 24 này thì giá 30. Đó, tùy vào cái sản phẩm em sẽ báo giá cho mọi người. Rồi 30.000, 22 24 ha. Đây. Mã số là A545 ha, 30. 546. Cây này là 17 24 này anh em. Này số 2 nhỏ 17 24, cây 24 này nó cong như thế này luôn ha. Cong dài. Rồi cây 17 24 này em để giá là 30.000 luôn. 546 ha. Mã số là 546 giá 30. Rồi 547. 547 thì cây này cây 21 23 nha anh em, 21 23 này. Đó, ngắn ngắn thôi, cây này thì nó dài hơn găng tay em tí. Số của mình là số 21 và 23. Rồi cây 21 23 này giá 30 ha. Mã số là 547 giúp em. 547 30. 548. 548 thì cái này là 17 19 nè, thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Sanki nha. Sanki thì cái thương hiệu cũng rất là quen thuộc trên thị trường hàng bãi. 17 19. Cái này em để giá là 40.000. 30.000 anh em, nó cũng hơi cũ tí, 30.000 thôi. Nhưng mà những cái khóa này là nội địa Nhật nha anh em, nó rất là ngon. 548 30. 549. 549 thì cái này là 17 19 đó nè. Cái này là 17 19 đó nha anh em. Khá là ngon. Đó, rồi cái 17 19 này cũng 30. 549 ha. Đó, 549 30.000. Tiếp theo 550. 550 thì cây này số của mình là 14 17 ha. Đó, cái số này là số 14 17.
đâu rồi, còn đẹp nè, ngon lành. À, này mình mua về mình xài ha. Rồi 14 17 giá 30 550 ha. 550 30. Tiếp theo 551 thì cây KTC hệ số phần nha, 5/8 thép special alloy, thép đặc biệt ha. 5/8 của KTC ha. Rồi cây 5/8 của KTC này em để giá 20.000. Số là 551 ha. 551 20. 552 một cây khóa 17 ly đầu miệng đầu vòng. 17 mm ha, đầu miệng đầu vòng còn ngon lành ha. Rồi cây 17 ly này em để giá là 30.000. Đấy. Mã số là 552 30. 553. 553 thì cây này thép special alloy đặc biệt, cái này của KTC nha anh em, dòng khóa ngắn ha, 19-21. Cái này nó dài được tầm khoảng là 18-20 sen nha. Rồi cái này giá 30.000. 553 ha. Đây. 553 30. Rồi 554. 14 14 17 khóa lùng nha. 14 17. Khóa lùng, cái này thì nó dài 14 15 sen thôi, của Tone nha, giá 20. 554 20. 555 thì cái này nó bị bể mất hư cái đầu này rồi, rất là ổn ha. Thì anh em mình dùng được một cái đầu gạc gù như thế này, thì cái đầu gạc gù bên này là nó sử dụng đến mới ốc 12 ly ha, ốc 12 ly của KTC. Rồi cái này em để giá là 10.000. 555 ha. Đây 555 10.000. Theo 556. 556 thì một cây khóa 14 ly ha, 14 ly nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, rồi giá 20. 556 ha, cây mở ốc 14 ly. 556 20.000. Mọi người chờ em xíu em ghi cái mã số nữa ha. Đó. Thì chưa có ghi kịp. Tiếp theo là sẽ là mã số 557 nha anh em. Mã số 557. 557 thì một cây cưa ARS anh em. Đó, cái này lưỡi thì cái đầu mũi nó bị mẻ một tí ha, nhưng không sao hết. Nên về mình có thể mình kiếm cái lưỡi khác mình dùng, hoặc mình dùng lưỡi đỡ cái lưỡi này ha. Chỉ em bán cái cán không ha. Đó. Cán ARS này là lưỡi nó dài 15 sen đó. Cưa gắp ha. Rồi cái con cưa này em để giá cho mọi người là 40.000, cũng như bán cái cán cho anh em thôi. Đó. 40.000 ha, A557. 40 ha. Về anh em mình kiếm lưỡi mình dùng. Rồi mình dùng đỡ cái lưỡi này ha. 557 40. 558. 558 thì một cây khóa 17 ly nữa. Này, một đầu miệng một đầu vòng nữa ha. 17 ly. Chỗ này thì người ta cũng có mài ha, giá 10.000. 558 10.000 ha. 558 10. 559. Cây cửa ly này nó 10 ốc 21 ly này, của thương hiệu ái Marvel này, thép đen. Cây này giá 20 nha, rất là chắc chắn luôn. 20.000. 559. 559 giá 20. Rồi 560. Thì em qua mấy cái đầu búa nhỏ nhỏ này đó, cái đầu búa này đẹp anh em mình về mình tra cán mình ổ xỉ rất là ngon này. Ha. À, nó nặng tổng trọng lượng là được 2 lạng ha. Nặng được là 2 lạng. Rồi cái đầu búa này còn đẹp tròn ha, em để giá là 30.000. Đẹp tròn giá 30 ha. 560 30. 561. Cái này đầu nó dịp dịp hơn. Đó. Ta xài rồi nó hơi mòn, cái này nó nặng nặng tới là 3 lần rưỡi. 3 lần rưỡi ha, dài được 13 này. Phần này được là 3 sen, rồi 30 luôn ha. 561. 30.000. 562 cái đầu búa nhọn gỗ sỉ. Đẹp đẹp xinh xinh. Tròn trịa còn rất là đẹp ha. À, con này thì nó nặng được là 2 lạng. Chiều dài của mình thì nó được là 11 sen. Rồi cái đầu này cũng đẹp, giá 20. Nhà nhà xinh xinh ha. 562 20.000. Rồi 563 thì em sẽ vào cho mọi người là một cây kìm mở phe ha. Cây kìm mở phe mũi mũi cong xuống này, đó, bóp vào đi ra là mở phe ngoài. Bóp vào đi ra này. Quáp 90 độ, thương hiệu Lucky. Này thì nó dài được tổng thể là 10
16.5 anh em. Rồi tổng thể được 16.5. Tại vì mở pha này còn ngon lành ha, đẹp. Anh em mình về mình sử dụng mình mở ở pha cái này em để giá 60.000. 563 giá 60 ha. 563 60. 564. Một cây kìm mối nhọn kẹp ốc rượu đa năng đó. Này nó cũng hơi đi tiếp tế anh em, về cho đầu nhắc tí vô ha. Đó, ngon lành anh em, trơn tru. Rồi thương hiệu của mình là thương hiệu Hồ Gian này. Đó, tí nó tróc xi thôi chứ còn rang kìm đồ này nọ là cũng ok hết nha mọi người. À, kìm nhọn dài 16 sen. Cái này đem cắt luôn. Chung ngọt lắm. Đó, cắt ok nha. Đó, dài đồ ok hết. Rồi cái này em để giá là 40.000. À 30.000 chứ. 30.000 đa năng thôi, tí nó mới đẹp 30.000 ha. 564. 30. 565 cái kìm pro cái này đẹp này, đó này mình mới ốc độ rất là ngon. Đó, nó dài được là 22 sen. Đó, kìm pro thì nó hai nắp hai ốc rất là đẹp ha. Cái này em để giá là 30.000. À 565 ha. 565 30. Rồi, tiếp theo. 566. 566 thì một cái kìm mũi. Đây cái này của Fujiya này đó. Em vệ sinh lướt qua rồi, nói chung là rang cỏ nó còn đẹp nè mọi người. Đó, và nó dài được là 19 sen luôn nha. Các bao ngọt luôn. Ừ. Nghe tiếng này rất đã ha. Rồi cái này em để giá 60.000 ha. À 566 con này giá 60. Ngon. 566 giá 60.000 ha. Rồi tiếp theo 567. 567 thì một cái kìm nguội nữa, cái này của Mary ha, của thương hiệu Thribit ha. Cốt thì nó hơi lỏng lẳng nè, nó hơi lát đát tí này nhưng không sao. Để em sẽ cắt thử cho mọi người xem, rang cỏ nó còn ok. Cắt được nhưng mà không có ngọt ha, tại vì cái cốt của nó hơi rơi tí ha. Giá 20 ha, dài 16 sen. 567, con này giá 20.000 ha. 567, 20.000. Tiếp theo. 568 cái kìm cắt nhỏ nhỏ xinh xinh anh em, cái này nó dài tầm khoảng là 12 sen thôi. Đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh bé bé nên mình cắt chân mạnh điện tử linh kiện cũng được. Bé này lại nên mình phải bấm lực mạnh nó mới đi được những dây điện này ha. Còn những cái kinh kiện điện tử thì nên mình cắt nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi cái này em để giá là 10.000. 568 ha. Đây 568 10.000 ha. Rồi. 569. 569 thì cái kìm nguội nữa anh em. Cái kìm nguội nữa nè. Đó. Ủa cái này nhiều mũi sao quá anh em, giống như của Mỹ vậy. Đây nè, đó. Thì nó thiết kế như vậy ha. Rồi rang kim được cũng còn ngon, cốt cáp rồi nó cứng cáp ha. Cái này khả năng khá là ngon á, đó, cắt được rất là nhẹ nhàng mềm mại ha. Đó. Rồi dài 19 sang em để giá là 60.000 luôn nha, còn đẹp, chung rang cỏ ngoại hình mà còn đẹp, dạng kim nguội ha. À 569 giá 60. 570 cây Fujiya anh em, cái này thì anh em mình dùng để kẹp chứ còn cái lưỡi cắt thì mình cắt bên trên ha, nó có mẻ như thế này này. Fujiya dài 19 sen, có vỏ nhưng mà vỏ cũng hơi xấu. Đây thí dụ anh em mình có cắt dai rồi này nọ thì mình cắt lên bên trên này, cắt ok bình thường nha, không vấn đề nha anh em. Đó, cắt bình thường hết, vỏ hơi xấu. Rồi cái này dài được 19 sen ha, cái này em để giá là 20-30.000 ha. 30.000 của Fujiya nha anh em. 20.000 thôi, nó hơi xấu tí, 20 thôi anh em. 570 giá 20 ha. Rồi 571 cái này một cái kìm nguội nữa, cái này của thương hiệu OKK này. OKK cái này nó dài anh em, này để em check nó nha, nó dài. Rồi nó dài được cả 21 sen, đang kìm nó còn ngon lành nè, thiết kế kiểu nhỏ nhỏ này. Nhưng mà cắt không ngọt nha, mà cắt không ngọt đó, cái này anh em cắt kẽm đâu được, cắt không được ngọt ha. Dài 21 sen cái này em để giá 40 thôi. Dài 21 sen các kiểm được cho mọi các ấm ngọt ha. A 571 giá 40.000. 572 cái kim cạp như thế này này, không biết là để nó kẹp gì, nó là mình nhôm nha anh em, là mình nhôm. Đó, thiết kế của mình là mình nhôm ha. Rồi nó dài tầm khoảng là 18 sen, cái này em để giá là 20.000. 572 572 20. 573 573 thì một cái cán cưa anh em. Nè, một cái cán cưa của thương hiệu ARS này, Made in Japan này. Đó, ốc đồ đầy đủ. Đó, thấy không? Ốc đồ đầy đủ này.
đó, nhắn nhả xuống này, đó, tín hiệu ARS ha. Rồi. Rồi cán này nó dài chắc là 24 nha, lưỡi dùng lưỡi 24. Rồi đây cán cưa này em để giá là 30.000, 573 ha, đó, 573 30 của ARS. 574 là một cái dụng cụ gì đây em cũng không rành nữa. Đó, đây nó dẫn nó cắt ống cắt nẹp gì nè anh em. Nó có ba cái lỗ cắt như thế này nè. Đó. Đây. Mượt dài bự lắm. Này cái lưỡi cắt rồi còn ok nha. Xét xét cái thời gian em về mình dùng đọc bị mẻ. Này thì em biết nó chuyên dùng để làm gì nữa, dẫn cầm công lực. Chữ chiếc vậy. Rồi nó dài tổng thể được là 48 sang anh em. 48 sang rồi con này em để giá cho mọi người là 70.000. Đó, rất là nặng ha, 70.000. 574 ha. Đây 574 70. Tiếp theo 575 là một cây thước thủy anh em, cái này thì nói chung là nó bị bẻ rồi nè. Đó, cái ống này là của cái ống này ok chứ. Đó. Một nước này. Hai mực nước này anh em, hai mực ống thủy ha, đồ đứng như nó nằm đều được hết, nó cũ cũ thôi. Cây thước thủy này nó có 500 ha, đây. Đó, có 500 hết nha anh em, mà 500 nó đây có 500 nên hết nè. Đó. 500 ha. Rồi cái thước thủy này nó dài được là 45 sen ha, 45 sen. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 30.000 ha. 575. Thước thủy này giá 30. Rồi 576. Cái này ngon nè anh em. Hai ống thủy một đứa màu xanh. Đó. Đây thương hiệu của mình là thương hiệu ở gì nè, Ebisu Diamond Made in Japan nha. Nhựa cứng màu đen bên này thì nó mất cái cục màu đen đó thôi, nhưng mà còn đẹp. Rồi Ebisu thì rất là ngon rồi, thân nhôm ha. Đó. Rồi dài được 30 cm, có 500 hit luôn ha. Đây 500 hit chắc là mạnh luôn, có 500 hit, dài 30 cm. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 40.000 nha. Nó bị mất ống nhựa đây, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Để mình căng đo ha. 576 40. 577 này là thông thường thôi, ba ống thủy, cái ống thủy bên này nó bị bể này ha, 45 độ đi bể, ống này là ok. Đó, ống này ok luôn, nó chỉ bị cái ống 45 độ thôi. Cái này không có 500, hợp kim nhôm luôn nha, dài 38 sang. Rồi cái này A577 20 ha, 577 giá 20.000. Rồi 578 là một cái mũi khoan bê tông, đây cái chui mình như thế này nha anh em. Đó. Con này là đường kính phi của mình là 16.5 nha anh em, 16.5 mũi khoan bê tông ha. Rồi mũi khoan bê tông này em để giá 20.000. 578 ha, 578 20. Rồi 579 cây mỏ lết xay 250 thì số in nha, thép đen. Đó, nó ngầm thì nó cũng có lét nhẹ cho mình để ái đâu ha, nhưng mà còn sử dụng khá là ngon. 250 ha, nó mới ngầm được 30 ly á. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 40.000 thôi. 579 nha anh em. Đây mã số cuối cùng 579 là 40, vì anh em mình sử dụng trong gia đình rất là ngon. 579 40.000 ha. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.